Xin chào mừng tất cả quý vị and welcome all the excellent students of RMIT Vietnam. Today, we bring Smart Money SV to RMIT Vietnam for the first time. Okay, so before we get started, now please take a look at the screen and see the video clips about Smart Money SV. Chương trình Đồng tiền thông minh đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Smart Money SV, phiên bản đồng tiền thông minh đặc biệt dành cho sinh viên. Với những chủ đề trò chuyện hấp dẫn về đầu tư thông minh, hướng nghiệp, làm chủ bản thân, chúng tôi sẽ mang đến nhiều trò chơi vui nhộn, đi kèm với đó là những bài học bổ ích và thấm thía. Kiến thức trong sách vở chưa bao giờ gần gũi và dễ hiểu đến thế trong Smart Money SV. Smart Money SV Roadshow sẽ dạo quanh các trường đại học và phổ thông trên cả nước. Và điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Đại học RMIT Việt Nam, một ngôi trường đại học theo tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại, năng động, tọa lạc tại khu đô thị Nam Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, Smart Money SV còn chào đón một vị khách vô cùng đặc biệt khác đến từ Đại học RMIT. Thầy Mai Đức Huy Trường, giảng viên tài chính Đại học RMIT Việt Nam. Với chủ đề trò chuyện đầu tư bằng tiền của người khác, chương trình còn có sự góp mặt của hai chuyên gia về kinh tế học hành vi. Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, giám đốc đào tạo Đại học Fulbright Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Bùi Văn, kênh truyền hình kinh tế tài chính FBNC. And today's topic is about other people's money. So it's really honor for us to have all the honor guests, all the experts in finance and economics. Let me introduce you, Mr. Mai Đức Huy Trường, RMIT Vietnam Lecturer, Center of Commerce and Management. Mr. Huỳnh Thế Du, Fulbright University Vietnam, School of Public Policy Academics Director. And Mr. Bùi Văn, FBNC Editor-in-Chief.